Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Sân trượt tuyết trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Ôi, cô ấy bị thu nhỏ kìa, cậu đảm bảo là sẽ trở lại như cũ được chứ? Chúc các cậu chơi vui vẻ. Lần đầu tiên tớ thấy một khu trượt tuyết vắng vẻ như thế này. Khu này mới xây xong nên chưa có ai biết đến đâu. Tha hồ trượt không lo va vào ai hết. Còn mình tha hồ ngã. Ta đi cáp treo nhé. Ha ha. Khỏi phải xếp hàng thích thật. Ê hê. Hi hi, họ chơi vui vẻ quá. Ôi, tớ thấy vật gì đó tròn và rất to. Chắc là mặt trăng. À, giữa trưa thế này á, cho nên nó mới lặn nghe đến thôi. Cái gì thế kia, con bé vừa qua đấy. Hình như có tiếng của mẹ cậu. Cậu chỉ khéo tưởng tượng. Bà nhà ơi, tôi đến đổi giấy toilet lấy sách báo cũ đây. Quái, lại còn thế nữa. Không xong rồi, mình phải đánh lạc hướng cô ấy. Ôi đẹp quá, lần đầu tiên tớ thấy cầu vồng ở khu trượt tuyết đấy. Chết cha, nếu họ cứ đi tới nữa sẽ đâm vào tường mất. Ta đi xa quá là không quay về được đâu. Nhưng cứ trượt mãi ở một chỗ thì chán lắm. Đừng, cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Ôi tuyệt quá. Khéo lọ bí mật mất. Chết rồi, bão tuyết. Thế này hơi quá đà rồi. Đáng lẽ tớ phải nghe lời cậu, không nên đi xa quá. Lạ nhỉ, rõ ràng căn nhà nghỉ ở vị trí này. Tớ không bước nổi nữa, cậu hãy tiếp tục một mình đi Nobita. Không, tớ không thể bỏ rơi cậu được. Shizuka mệt quá thiếp đi rồi. Tớ chỉ đợi có thế thôi. Nobita đã cứu tớ thoát khỏi bão tuyết đấy. Thật là khó tin, thời buổi này lấy đâu ra khu trượt tuyết vắng vẻ như vậy chứ. Và câu chuyện sân trượt tuyết của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.